power that you like to give yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's... Hello các bạn. Ngày đầu tiên dậy sớm trước 4:30. Đây là ngày thứ hai dậy sớm trước 4:30 của mình. Mình rất trễ luôn. Oh my god. Ngày thứ ba dậy sớm trước 4:30. Ngày thứ tư dậy sớm trước 4:30. Ngày thứ năm. Ngày thứ sáu. Ngày thứ bảy. Yeah, mọi người thấy đấy, không quá khó khăn như mình nghĩ. 7 ngày dậy sớm trước 4:30, mình đã thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. Và điều này tuy là không khó nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng chút nào. Và nếu mục đích chỉ đơn giản là dậy sớm trước 4:30 thì điều này thật là vô nghĩa. Sau đây là 5 điều mình học được trong 7 ngày dậy sớm trước 4:30. We are the champion. Đầu tiên, đó chính là chiến thắng bản thân. Việc dậy sớm trước 4:30 do mình cảm giác chiến thắng bản thân, hay tiếng Anh còn gọi là winning mentality. Mentality. Winning mentality. Đó cũng là lý do tại sao mà mình đặt cái series này là 7 ngày xây dựng thói quen chứ không phải là 10 ngày, 1 ngày hay là 1 tháng. Bởi vì mình nghĩ rằng đây là một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Nó đủ để cho bản thân mình cũng như tất cả các bạn có đủ quyết tâm, có đủ ý chí để vượt qua 7 ngày này. Và sau khi mà chúng ta vượt qua 7 ngày này thì chúng ta sẽ có cảm giác chiến thắng bản thân. Và đây sẽ là cái động lực to lớn và sẽ là cái bước đạp để cho các bạn có thể phát triển cái thói quen này thành 30 ngày, 4 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí là nó sẽ trở thành thói quen của bạn mãi mãi, trở thành một phần của cuộc sống các bạn. Ok, sang điều thứ hai. Thứ hai, thời gian, đúng như vậy. Vốn dĩ mục đích ban đầu mình xây dựng thói quen dậy sớm trước 4:30 này là để có nhiều thời gian hơn người khác, bắt đầu ngày mới sớm hơn người khác 2-3 tiếng. Và như mọi người thấy đó, rùa và thỏ, rùa bắt đầu sớm hơn và rùa về đích nhanh hơn. Và mình biết mình không nhanh như thỏ. Mình là rùa, mình chạy trước. Còn các bạn là rùa hay thỏ? I don't know, it's up to you man. Thứ ba, đó chính là cải thiện sức khỏe và sắp xếp lại cuộc đời. Khi dậy sớm hơn, mình cảm thấy có thể sống chậm lại một chút. Đánh răng, uống nước, vận động một chút. Có cả thời gian để đi tắm và hít thở không khí trong lành nữa. Tự nấu bữa sáng cho bản thân, viết content YouTube và học vô vàn thứ hay ho khác. Dạ, yeah, nếu như không dậy sớm thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì với một học sinh như mình, nếu không tính thời gian nghỉ dịch lần này thì lịch trình của chúng mình sẽ theo kiểu 6:30-7 giờ thức dậy, ăn vội một cái gì đó hoặc thậm chí là không ăn sáng, vác cái cặp đến trường, học chính xong đi về còn phải học thêm, học anh văn, học toán này nọ. Sau đó về nhà đến nơi cũng phải 9:00-9:30, ăn uống các kiểu 10 giờ, lấy điện thoại ra nhắn tin, chơi game hoặc là xem phim đến 12 giờ sáng, cái bắt đầu đi ngủ và ngày mới lại bắt đầu tương tự như thế, thành một cái vòng lặp vô hạn. Chỉ có thứ bảy chủ nhật ở nhà thì thứ bảy chủ nhật làm gì? Thứ bảy chủ nhật phụ ba mẹ cái gì đó một chút rồi chơi game cả ngày hoặc là làm bài tập. Anyway, nói chung là mình chẳng có thời gian nào dành cho gia đình, chẳng có thời gian nào dành để phát triển bản thân. Và cuộc sống cứ như vậy trôi thật là vô nghĩa. Đó là lý do tại sao mà mình dậy sớm. Mình nhận thấy rằng việc dậy sớm, việc có thêm 2-3 tiếng nữa, nó giúp mình rất nhiều trong việc sắp xếp cuộc đời. Mình khi đi ngủ sớm, mình cần phải thông báo cho bố mẹ biết về sự vắng mặt của mình trước 1 tiếng, 2 tiếng. Và đó là lần đầu tiên mình bắt đầu có thói quen đặt kỷ luật cho bản thân. Mỗi khi đi ngủ phải chúc bố mẹ ngủ ngon và làm một vài nghi thức đặc biệt trước khi đi ngủ. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngon. Hey mẹ, đã chưa? Đã chưa? Hey, đã chưa? Ngoại. Hey, đúng chưa? Hey. Bật cái tài khoản không bật.
chân nữa chứ. Dạ, mình có thời gian để cùng mẹ nấu ăn. Em giờ nói cho mình dám động đó. Nha, chạy đi chóc dậy liền cho đơn được cái dính. Nha, không còn nghi ngờ gì nữa, việc ngủ sớm dậy sớm giúp mình tăng cường sức khỏe, nhất là trong thời buổi dịch bệnh như thế này, và nó còn giúp mình sắp xếp lại cuộc đời. Thứ tư đó chính là xây dựng và lôi kéo các thứ liên quan. Mình nhận ra một điều, cuộc sống là một chuỗi những hành động liên tiếp diễn ra, và một số ít trong đó được chúng ta chọn lọc và rèn luyện để trở thành thói quen. Và những cái hành động này dù tốt hay xấu, nó đều có cái sức hút và cái sự liên kết với những hành động có tính chất tương tự. Nhiều người có thói quen hút thuốc lá thường sẽ đi kèm với thói quen là uống bia rượu. Và chẳng hạn như một thói quen tốt đi, thì một người có thói quen tập gym hàng ngày, họ sẽ đi kèm với thói quen đó chính là ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ, dẫn đến là có một sức khỏe tốt. Và việc dậy sớm cũng vậy. Dậy sớm nó giống như là một cái chìa khóa để mà mở cửa cho tất cả những thói quen tốt khác. Đầu tiên, nếu muốn dậy sớm, mình phải học cái cách để xây dựng kỷ luật bản thân, phải đi ngủ sớm và thức dậy đúng giờ khi mà chuông báo thức reo lên. Mình cần phải nghiên cứu những cái tài liệu về giấc ngủ để mà có thể thức dậy sớm mà không bị mệt mỏi. Mình phải học những người khác, những người có thói quen dậy sớm khác, và vô tình mình cũng học được những cái thói quen tốt khác vào buổi sáng của họ, giống như là vừa ngủ dậy uống khoảng 500ml nước để cho cơ thể mình nó có thể lưu thông máu, tuần hoàn được tốt hơn, rồi đánh răng buổi sáng, tắm buổi sáng, tập một ít xà đơn, vận động hoặc là chạy bộ. Đó, mọi người thấy đấy, chỉ mỗi việc dậy sớm thôi mà nó đã kéo theo rất là nhiều thói quen tốt khác rồi. Dần dần khi mà mình dậy sớm nhiều, mình sẽ có thêm càng nhiều thói quen tốt, và những cái thói quen tốt đó nó dần lấp vào chỗ trống của những thói quen xấu, khiến cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn và mình có khả năng phát triển hơn trong tương lai. Thứ năm đó chính là YouTube. YouTube là một cách rất tốt để mình có thể xây dựng kỷ luật bản thân. Và như mọi người thấy đấy, mình đã hoàn thành 7 ngày và up lên YouTube. Có thể là bây giờ kênh của mình chưa có ai xem hoặc là ít người xem, nhưng mà điều này không quan trọng. Điều này nó rất là ý nghĩa với mình, vì bằng một cách nào đó sẽ có một người nào đó xem mình, và mình sẽ có một cái động lực, đó chính là không được bỏ cuộc. Mình phải duy trì cái thói quen này. Nếu không á, thì người khác nhìn vào sẽ rất là nhục mạ, ngại lắm. Đó, hoặc là khi mà mình muốn bỏ cuộc, mình có những buổi ngày mình đã cố gắng như thế nào, mình có những cái video trong quá khứ để mình xem lại mình đã nỗ lực như thế nào mà bây giờ mình lại có suy nghĩ bỏ cuộc. Nó tạo động lực rất lớn để cho mình duy trì những thói quen này. Well, và đó là 5 điều mình có được và học được sau 7 ngày thực hiện thói quen dậy sớm trước 4:30. Tất nhiên, thói quen này sẽ chưa dừng lại ở 7 ngày, mình sẽ cố gắng duy trì nó 30 ngày hoặc thậm chí là trở thành một phần của cuộc sống mình mãi mãi. Và mình từ lúc đó mình sẽ update cho các bạn biết. Ok, nếu như các bạn sợ là khi mà dậy sớm như thế này sẽ uể oải và mệt mỏi không có dậy nổi, thì mình sẽ có một cái video chia sẻ cách mình dậy sớm như thế nào trong 1 đến 2 ngày nữa. Và sau, cảm ơn mọi người, hãy bắt đầu dậy sớm ngay hôm nay. Và mình có đọc được 2 câu nói và bây giờ mình sẽ dành tặng cho các bạn. Cuộc đời là để sống, vậy hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn. Sau khi chết rồi, bạn sẽ có dư thời gian để ngủ. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Peace. Thanks for watching. Have more power than you. Like to give yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now.